Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh giới thiệu sản phẩm của ETC Laptop. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một sản phẩm rất là mới mẻ đến từ ASUS. Đó chính là ASUS ZenBook 14 với mã hiệu là Q407iQ. Nó đang là một chiếc Ultrabook 14 inch nhỏ gọn nhất thế giới, chỉ chưa đến là 1,2kg. Màn hình 14 inch nhưng mà thiết kế nhỏ gọn chỉ tương đương với những chiếc máy màn 13 inch mà thôi. Không những thế thì nó còn có một cái sự kết hợp khá là thú vị đến từ con chip Zen 4500U và một chiếc card đồ họa Nvidia GeForce MX 350 2GB LDDR5. Anh em có thể tham khảo chi tiết cấu hình cũng như sản phẩm và giá thành ở bên dưới. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem là chiếc ZenBook 14 này thì có những cái gì đặc biệt anh em nhé. Điều mà khiến được chiếc ASUS ZenBook 14 Q407iQ này trở thành chiếc Ultrabook 14 inch nhỏ nhất thế giới đó là do máy sử dụng nhôm nguyên khối siêu nhẹ, giúp cho máy có trọng lượng nhẹ nhất có thể, khiến cho tổng thể chiếc máy là chỉ nặng chưa đầy 1,2kg và dài là 2cm. Tuy là được sử dụng kim loại nhẹ nhưng mà chiếc máy lại vô cùng chắc chắn, nhờ đó anh em có thể mang đi mang lại rất là tiện lợi. Mặt ngoài của ASUS ZenBook 14 Q407iQ thay vì trước đây giống như các dòng ZenBook cũ được làm họa tiết hình tròn đồng tâm thì nó đã được loại bỏ và thay thế vào đó là chất liệu nhôm và chiếc logo ASUS được thiết kế rất là đơn giản. Nó làm cho máy trở nên sang trọng và tinh tế hơn như là Dell và Apple đang làm. Mặt trong của máy được làm bằng kim loại, có xước phay ngang, anh em sờ vào sẽ rất là mát tay, trông cũng trẻ trung và tươi mới hơn. Các cạnh của máy được bo tròn nhẹ và các đường giáp nối của máy cũng rất là khít, nên anh em có thể yên tâm là bụi bẩn sẽ khó có thể lọt vào bên trong máy. Viền màn hình của máy siêu mỏng ở cả bốn cạnh. Cạnh trên do có cụm camera nên sẽ dày hơn một chút. Vì vậy mà chiếc máy này dường như ngang bằng một chiếc laptop 13,3 inch. Nếu mà như anh em có xem qua chiếc ZenBook UX 430 thì anh em có thể thấy luôn là phần viền dưới của nó rất là dày. Còn chiếc ZenBook 14 Q407iQ này thì đã được loại bỏ đi rất là nhiều. Tiện nói về cụm webcam thì ở đây ASUS vẫn để cho anh em một cụm webcam tích hợp cảm biến nhận diện khuôn mặt 3D IR hỗ trợ Windows Hello rất là tiện lợi cho anh em. Chính vì vậy mà chúng ta không thấy sự xuất hiện cảm biến vân tay ở trên chiếc ZenBook này nữa. Đi kèm với đó là bản lề Ego Lift luôn là cái điểm nổi bật của những chiếc Ultrabook mang thương hiệu ASUS. Khi mà anh em mở máy thì sẽ thấy phần bàn phím và đáy máy được nâng nhẹ lên, giúp cho máy được tản nhiệt tốt hơn cũng như là giúp anh em có những trải nghiệm mới trên bàn phím. Khi mở chiếc ZenBook 14 Q407iQ này lên thì anh em sẽ thấy một chiếc màn hình 14 inch với cái độ phân giải là Full HD IPS với độ phủ màu lên đến là 90% sRGB, 67% ARRGB và độ sáng màn hình là 302 nits, mang đến cho bạn chất lượng hình ảnh sắc nét, chân thực, góc nhìn rộng rãi nên anh em có thể làm các công việc liên quan đến chỉnh ảnh, edit video với cái độ chuẩn màu rất là cao. Màn của ZenBook 14 Q407iQ cũng được phủ một lớp chống chói giúp cho anh em làm việc ở ngoài trời rất là tốt. Âm thanh mà chiếc ZenBook 13 Q407iQ là Sonic Master. Đây chính là công nghệ âm thanh độc quyền trên các sản phẩm của ASUS. Nó là một bộ phần mềm giúp tối ưu âm thanh dựa trên phần cứng trên máy tính. Công nghệ này được phát triển bởi chính ASUS, tập đoàn chuyên sản xuất linh kiện điện tử, điện thoại, laptop hàng đầu thế giới. Công nghệ âm thanh Sonic Master làm cho âm thanh trở nên to, rõ ràng, lọc bỏ tiếng ồn, âm bass sâu, âm thanh chân thực và sinh động. Bàn phím trên chiếc ZenBook Q407iQ có cái layout bố trí khá là rộng rãi. Các phím được thiết kế với kích thước lớn, giúp cho người dùng dễ dàng thao tác trong quá trình sử dụng. Hành trình phím có phần hơi nông và phím gõ lại hơi bị cứng, nên anh em gõ lâu thì sẽ hơi bị đau tay nhẹ. Nó không được như các phím của dòng ThinkPad hay là MacBook anh em nhé. Máy cũng được hỗ trợ đèn LED phím hỗ trợ anh em làm việc buổi tối. Tuy nhiên đây có lẽ là một điểm trừ của máy. Đó chính là cây cáp của nó không được xuyên LED nên là độ sáng rất là yếu ớt khi làm việc buổi tối. Bù lại cho phần phím thì touchpad của máy rất là lớn, nó rộng theo chiều ngang, được phủ kính cho cảm giác tracking rất là sướng và cực kỳ chính xác. Khi mà anh em thao tác vuốt zoom thì rất là dễ chịu,
không bị rít khi mà sử dụng trong thời gian dài. Asus ZenBook 14 Q407 EQ có đầy đủ các cổng kết nối cần thiết dành cho anh em, bao gồm là bên cạnh trái là jack cắm nguồn, cổng USB tay A 3.2 Gen 2, cổng HDMI và cổng USB Type-C 3.2 Gen 2 hỗ trợ xuất hình trình chiếu. Bên cạnh phải là hai đèn nhỏ kèm biểu tượng báo nguồn và sạc, jack audio 3.5mm, cổng USB 2.0 và cuối cùng là microSD card. ZenBook Q407 EQ được trang bị ở CPU AMD Ryzen 5 4500U 6x6 luồng, RAM là 8GB, LPDDR4 4X, bus là 4266MHz, giúp cho anh em xử lý các tác vụ đa nhiệm một cách mượt mà. Cùng với đó là ổ cứng SSD M2 NVMe 256GB, các đồ họa NVIDIA GeForce MX 350 2GB GDDR5. Ngoài phục vụ những công việc văn phòng thì nó còn cho phép anh em làm các công việc liên quan đồ họa như là AutoCAD, Revit, After Effects và chơi một số game như là FIFA hay là Liên Minh Huyền Thoại ở mức full setting rất là ổn. Máy cũng chỉ có một khe cắm ổ M2 nên là anh em chỉ có thể nâng cấp dung lượng SSD, chứ RAM của máy thì không thể vì RAM đã được hàn trực tiếp lên mainboard. Đây cũng là một cái điểm hơi đáng tiếc của chiếc ZenBook lần này. Pin được trang bị trên chiếc Asus ZenBook 14 Q407 EQ này là 50W. Nó có thể giúp cho anh em duy trì sử dụng trong khoảng là từ 5 đến 6 giờ đồng hồ anh em nhé. Trên đây là một số đánh giá của mình về chiếc Asus ZenBook 14 Q407 EQ này. Anh em có thấy nó xứng đáng là chiếc máy tính đáng giá nhất trong phân khúc dưới 20 triệu hay không? Hãy để lại cho mình ở comment bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.